có thể nói sơ đồ chiến thuật đôi khi chỉ là những dự kiến ban đầu, khi vào trận thì sẽ có những sự bắt nhịp thích ứng với hoàn cảnh. Thời điểm hiện nay cũng là giai đoạn thứ 3 Riddle Zidane Indonesia. Ông là một người rất hiểu bóng đá Đông Nam Á. Lúc này người đang ngồi bên trái Nguyễn Hữu Thắng là Lưu Đình Tuấn. Lưu Đình Tuấn là một huấn luyện viên tài năng, trước đây là một tiền vệ xuất sắc, nhỏ người nhưng chơi rất kỹ thuật và thông minh. Alfred Riddle ngoài Việt Nam và Indonesia còn đã dẫn dắt một đội tuyển nữa của Đông Nam Á, đó là đội tuyển Lào, cùng với đó là U23 Lào. Ông Riddle đã đưa U23 Lào lọt vào bán kết ở SEA Games năm 2009. Hiệp một trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Indonesia đã bắt đầu. Văn Thành là một hậu vệ biên công thủ toàn diện. Cầu thủ ném biên là Abdul. Văn Quyết. Công Vinh. Cú đá từ xa không chính xác. Pha dứt điểm của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng là cầu thủ thi đấu hai chân rất đều. Một pha chèo bóng rất quen thuộc của Đinh Thanh Trung. Đường chuyền vào trong của Thanh Trung rất tốt. Trần Nguyên Mạnh chính là thủ môn số 1 của đội Việt Nam trong 3 năm qua. Có thể nói ở những trận đấu quan trọng thì vị trí của Nguyên Mạnh là bất khả xâm phạm. Và dứt điểm của Văn Toàn. Văn Toàn đã chứng tỏ sức dướn rất tốt. Văn Toàn không việt vị. Một pha cứu thua có phần may mắn của thủ môn Kutnia Mega. Đinh Thanh Trung. Không được. Văn Toàn. Không được. Boa Salosa. Cả hai bên đều đã tạo ra những tình huống sóng gió. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang cầm bóng và tấn công nhiều hơn. Văn Toàn. Rất nỗ lực. Vẫn còn. Vũ Văn Thành. Đinh Thanh Trung. Đinh Thanh Trung đang ở độ 9 trong sự nghiệp của mình. Pha phản công hết sức nguy hiểm. Tỷ số được mở cho Indonesia. Cầu thủ Việt Nam mãi dâng cao tấn công không rút về kịp. Pha phản công rất nhanh. Người ghi bàn chính là Boa Salosa, cầu thủ từng được coi là khắc tinh của hàng phòng ngự đội Việt Nam. Boa Salosa lúc này đã nhiều tuổi và anh có bề ngoài không khác gì một võ sĩ. Nguyên Mạnh đã không thể bắt dính bóng.
cầu thủ đã sút bóng là Lili Bali, người đang chơi bóng tại Hà Lan. Công Vinh sút bóng, bóng đã vào tận. Có lẽ là Đinh Thanh Trung, cú ra chân rất tốt, chỉ thiếu có may mắn để thành bàn thắng. Thanh Trung đã phạt, tỷ số được có đều. Thêm một lần Lê Công Vinh chứng tỏ duyên ghi bàn. Lê Công Vinh đã tự phá kỷ lục của chính mình, bàn thắng thứ 48 của Lê Công Vinh trong màu áo của Việt Nam. Khi thời gian hiệp 1 còn rất ít, Công Vinh đã hòa một đều. Lại là một pha đá phạt của Thanh Trung. Có thể nói trong thời điểm này thì những pha đá phạt của Thanh Trung thực sự là một vũ khí lợi hại của đội Việt Nam. Vẫn còn. Bóng đá chạm tay cầu thủ Việt Nam. Trọng tài người Thái Lan Phimer Chang đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thử thách dành cho thủ môn Tuấn Linh. Tuấn Linh và Ifran Baslim. Cơ hội rất tốt để đội bạn đưa tỷ số lên 2-1. Và Baslim đã thành công. Đang thi đấu tại Nhật Bản cho Consadole Sapporo, Ifran Baslim thêm một lần ghi bàn vào lưới đội Việt Nam ở trận đấu được coi là lượt đi trên đất Indonesia. Anh là người đã gỡ hòa hai đều cho đội bóng xứ vạn đảo. Đội Việt Nam thay cầu thủ thứ 3. Văn Quyết rời sân, vào sân là Công Phượng. Thẻ vàng vừa rồi dành cho Vep Mansa là thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Không được. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về Indonesia. Vào năm ngoái, Indonesia đã thua Việt Nam 0-5 ở trận đấu tranh giải ba bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 28. Công Phượng luôn rất nỗ lực khi có dịp vào sân. Vừa rồi là bàn thắng rất đáng nhớ của Công Phượng trong một trận đấu kiểm tra có thể nói là quan trọng trước thềm giải bóng đá Đông Nam Á. Rất tinh tế. Pha phối hợp rất đẹp của bộ ba Văn Thanh, Thanh Lương và kết thúc bằng cú duỗi chân đầy cảm giác của Công Phượng. Thanh Lương đã chuyền vào rất hay. Một cú chạm bóng khé rất đẳng cấp của Công Phượng. Văn Thanh
Thành Lương. Thành Lương đã thay Công Vinh đeo băng đội trưởng của đội Việt Nam. Rồi, không vào. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi lấn sân, còn Indonesia cố gắng tổ chức những pha phản công. Đường truyền của Ngọc Hải. Đúng rồi. Tỷ số trận đấu được đưa lên 3-2. Pha ghi bàn của Văn Toàn. Văn Toàn đã phát huy được sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình. Một pha chạy chỗ và dứt điểm trong tư thế rất khó mà Văn Toàn vẫn thành công. Ngày hôm nay đội Việt Nam hai lần bị dẫn bàn, nhưng bây giờ đang dẫn lại 3-2. Ngọc Hải đã chuyền bóng rất tốt. Pha xử lý tinh tế ở tốc độ cao của Văn Toàn rất hay. Một tình huống làm chúng ta nhớ lại danh thủ Michael Owen trong giai đoạn đỉnh cao Phong Độ. Công Phương không được. Những giây cuối cùng của trận đấu, Thành Lương bật góc cho cầu thủ Việt Nam. Như vậy là trọng tài người Thái Lan Phim Mơ Trang đã nổi tiếng còi mãn cuộc. Đội Việt Nam đã lội ngược dòng và thắng lại Indonesia với tỷ số 3-2.